Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay shop sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu mèo rất là dễ thương nha các bạn. Cái mẫu mèo mặt bự đó. Hiện tại mẫu mèo này có hai size nha các bạn đó. Mèo này là size lớn nè, size lớn 290.000, rất là đẹp luôn đó. Có cái đuôi rất là dài đó. Lông mèo rất là mịn nha các bạn, vải nhung rất là mịn, rất là ok luôn. Quay cái mặt đây, quay cái mặt đây đó, các bạn nhìn đó, rất là dễ thương nha các bạn đó. Con này chỉ có 290.000 thôi các bạn đó. Các bạn nào thích thì cứ để lại comment hoặc là liên hệ Zalo của shop là 0919164193 nha các bạn. Rồi đây là con mèo nhỏ, bé mèo nhỏ này thì 170 nha các bạn, cũng có cái đuôi rất là dài, rất là ok luôn, vải nhung rất là mềm, rất là đẹp luôn. Shop của mình là ở 211 Nguyễn Nhân Linh nha các bạn, số hotline là 0919164193, các bạn nào có nhu cầu thì cứ inbox cho mình hoặc là liên hệ fanpage quà tặng giá rẻ Cần Thơ nha các bạn. Đây rồi, ok, cảm ơn các bạn nha.